Chào anh chị đến với nhà đẹp Canxi 2X. Ngày hôm nay Đạt xin giới thiệu với anh chị một căn nhà cấp 4 được thiết kế cho anh Quân tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh Quân có nhu cầu thiết kế một ngôi nhà cấp 4 đơn giản để có thể lâu lâu anh về anh nghỉ dưỡng. Hiện tại thì anh đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và anh mỗi khi về quê thì anh muốn có một ngôi nhà cấp 4 được xây ở quê để lâu lâu anh về anh có thể nghỉ dưỡng cũng như là thư giãn. Thì anh muốn thiết kế một ngôi nhà cấp 4 kiểu cách đơn giản nhưng mà vẫn mang phong cách là hiện đại. Thì Đạt qua tâm tư lắng nghe nguyện vọng của anh thì thiết kế cho anh một ngôi nhà cấp 4 theo yêu cầu công năng của anh, là bao gồm là phòng khách có một sập gỗ, có hai nhà vệ sinh và hai phòng để anh có thể nghỉ ngơi, cũng như là một khu bếp ở phía sau. Ở phía sau này thì anh có một con kênh. Với mặt tiền theo phong cách là đơn giản nhưng mà cũng toát lên sự hiện đại với các mảng tường được ốp gạch tự nhiên kết hợp với sơn trắng. Cửa là sử dụng hệ nhôm sinh pha, kính cường lực kết hợp với các đèn trang trí để tạo nên điểm nhấn cho công trình. Hệ mái ngói màu nâu kết hợp với sân vườn để tạo nên sự hài hòa. Đây là mặt tiền nhìn từ phía bên phải của công trình. Còn đây là mặt tiền nhìn trực diện công trình. Anh chị sẽ thấy một ngôi nhà cấp 4 rất đơn giản nhưng mà vẫn toát lên sự hiện đại. Còn đây là phía sau của công trình. Thì phía sau của nhà anh thì có một con kênh nhỏ, thì anh sẽ có một cái cầu ao ở đây và khu bếp mà ở khu vực này. Mái tôn lấy sáng, tôn này là tôn sáng dùng cho khu vực sân rửa ở phía sau. Chúng ta hãy xem lại mặt tiền công trình. Tiếp theo sẽ là công năng. Với mặt tiền theo chiều ngang là 11m, còn chiều sâu của ngôi nhà là 8m, bếp là 3m. Cái công năng anh muốn có là một phòng khách và hai phòng ngủ. Thì có nhà vệ sinh riêng ở bên trong ở phòng ngủ thứ hai, có diện tích rộng là 13m². Còn phòng ngủ ở phía trước thì sẽ rộng và có một cửa nách đi về phía trước ở khu vực này. Là phòng ngủ thứ nhất có diện tích rộng là 18m². Bố trí giường là 1m6 x 2m, tủ đầu giường, bàn trang điểm, tắp đầu giường và tủ quần áo đều có bố trí ở trong khu vực phòng ngủ. Nhà vệ sinh thì sẽ có là một nhà vệ sinh riêng ở trong phòng ngủ, một nhà cầu và một nhà tắm có bồn rửa phía trong. Và phòng khách ở khu vực này, sạp gỗ và bàn thờ treo ở phía trước. Và phía sau sẽ là sân phơi, phòng bếp. Phòng bếp rộng thì 15m², cầu ao ở phía sau. Thì đây là công năng theo nhu cầu của nhà anh. Nếu mà anh chị muốn có một công năng khác so với cái công năng này thì công năng này sẽ theo là nhu cầu của anh, cho nên là sẽ rất là ít phù hợp với một số anh chị có yêu cầu công năng đầy đủ bếp, phòng khách, phòng thờ. Thì hãy liên hệ với Đạt để điều chỉnh công năng. Hoặc nếu anh chị thích một mẫu nhà nào ở trên mạng muốn Đạt thiết kế với giá là ưu đãi nhất thị trường thì hãy liên hệ ngay với Đạt. Đây là một mẫu nhà cấp 4 rất là hiện đại với dáng vẻ trẻ trung năng động được thiết kế cho anh Quân. Nếu anh chị có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ ngay với Đạt với số là Zalo 0901367734. Xin chào và gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.